hồi cả nhà mình nhìn thấy ha, Xuân Ngân đã đưa bé Thương vô bệnh viện cho cả nhà mình. Mới sáng sớm mà bệnh viện đã đông rồi, bé Thương nằm trong lòng. Hôm nay Xuân Ngân chở luôn cái lòng bự này xuống luôn á, là tính xin sau khi mà bác sĩ nhận bệnh rồi đó, mình xin bác sĩ cho mình để cái lòng này luôn để tối cho bé Thương ngủ. Bởi vì bé Thương ngủ cái lòng này cũng quen, cái thứ nhất là quen, cái thứ hai là rộng rãi cho bé nha cả nhà mình. Ngủ trong những cái lòng sắt thì nó không có im bằng cái lòng này, thì Xuân Ngân để Xuân Ngân xin có được không? Tại vì tính là để cái lòng này giờ một góc nào đó cho bé Thương sau khi phẫu thuật bé Xuân sẽ nằm trong cái lòng này ha, cũng như là cái nhà quen thuộc của mình nó dễ chịu hơn. Bệnh viện sáng ngày lại rất là đông, mình phải chờ bác sĩ đến lượt rồi bác sĩ mới ra tư vấn mình nha cái nhà mình. Cái nhà mình chờ xíu nha, yên lắm. Bữa nay thì mập lên thì mập dữ lắm, nhưng con cái thì là khó thở dữ lắm, không ấy được nữa rồi. Nó lành, nó bích lại, nó lành, nó bích lại, nó khó thở lắm. Tối ngày nó hít tối cái lo mũi nó nhỏ quá, nó hít nghe tội lắm và rất là khó thở. Thì hôm nay mình đưa xuống để coi như là cái tạo mũi giả cho bé Thương ơi. Với lại cái này nữa là bác sĩ, bé Thương thì nó ngủ cái lòng này quen rồi, nó ngủ trong cái lòng này quen rồi, sau khi mình phẫu thuật thì mình gửi cái lòng này cho nó vô đây nó nằm, với lại cho mình đây không có lòng á, nó nằm trong đây luôn, để cái lòng này đây luôn, yên tâm. Cái lòng nói chung là nói về mà bệnh truyền nhiễm là bảo đảm 100%, lòng này lòng mới luôn, với lại nó ngủ đây nó quen rồi, rồi sau khi phẫu thuật nó được rộng rãi, với lại nó im hơn. Mập không? Mập không, giỏi lắm luôn á, mà giỏi lắm luôn, mà con cái là mũi thở không được nữa rồi. Rồi bây giờ thì anh nuôi ở nhà, yên tâm đi, nuôi nhà, bé này nuôi nhà kỹ lắm luôn á, nó kỹ nó mới được vậy. Sao mà tròn vậy? Tròn không? Tròn tre đấy. Cái mũi này nó sẽ tạo một cái mũi mới. Thì bữa hổm nghe bác Sơn nói hô mà nếu mà trường hợp bé mũi của bé mà nó khích lại quá, nó nhỏ lại, nó lành lại không được thì phải cấy tạo mũi giả. Thì đặt ống đặt gì sau đó thì hôm nay đưa bé xuống để mình bàn bạc cho kỹ, coi như là thảo luận cho kỹ rồi chọn cái biện pháp tốt nhất cho bé. Để em báo bác Sơn nha. Hả? Rồi vô báo bác Sơn đi. Báo bác Sơn đi. Con vô đi con. Con vô đi. Vô đi Thương. Nó quen cái lòng rồi, nó tin Thương, đặt nó quen tên luôn rồi. Rồi. Bệnh viện Thú Y Kim Sơn. Xuân Ngân xin chào cả nhà mình. Hôm nay Xuân Ngân đưa bác Thương nhập viện nha cả nhà mình ha, để bác sĩ cấy tạo mũi giả lại cho bé Thương nha. Đó, mũi em này. Đây là nhắc dao định mệnh của bé nè, không biết người chủ nào mà trút xuống cho bé nè cả nhà mình. Đứt hết cái mỏ, đứt luôn cái lưỡi, đứt luôn cái chân. Trường hợp của bé Thương rất là đặc biệt, thì bác sĩ bàn với Xuân Ngân là để hội chẩn là cho thiệt kỹ rồi mới có kết quả nha cả nhà mình ha. Bây giờ bác sĩ đã coi như là cho mình gửi cái lòng để cho bé Thương ngủ trong cái lòng đó cho nó dễ quen thuộc, để bác sĩ hội chẩn đâu đó đang quen hết rồi mới trả lời với Xuân Ngân nha. Chứ giờ trường hợp bé Thương đặc biệt quá, với lại là một khi gây mê cho bé Thương á, là sợ cái đường hô hấp của bé Thương sẽ coi như là khó thở, máy móc phải trợ giúp gì lắm cả nhà mình, thì bác sĩ nói là phải hội chẩn cho kỹ rồi mới quyết định sau. Tới chừng đó rồi cái phương án nó như hội chẩn coi như là điều trị cho bé đó như thế nào thì bác sĩ sẽ báo lại cho siêu nhân sẽ báo lại cho cả nhà mình nghe sau ha. Chứ bây giờ là sáng sớm khách thì đông, siêu nhân thì có việc, người ta bác sĩ kêu siêu nhân chờ thì siêu nhân không có chờ được.
thì bác sĩ nói là phải hội chẩn cho kỹ rồi mới đưa ra một cái biện pháp hợp lý cho bé Thương, bởi vì bé Thương không phẫu thuật nhiều lần được do đường hô hấp. Nói về sức khỏe bé Thương thì cả nhà mình yên tâm, về cái ngoài cái đường hô hấp ra, nói về mà ăn uống hay là những cái bệnh mà truyền nhiễm với bé Thương là không có. Cả nhà mình ráng chờ ha, để bác sĩ hội chẩn rồi báo lại cho nhân báo lại cho cả nhà mình biết là cái phương án mình sẽ điều trị cho bé Thương như thế nào, coi như là cấy tạm mũi giả cho bé Thương á. Cả nhà yên tâm ha, sinh nhân gửi gắm đặc biệt nha, chọn phương án đặc biệt cho bé Thương ha, cách tốt nhất. Rồi bây giờ sinh nhân xin phép chào tạm biệt cả nhà mình, hẹn gặp lại sinh nhân đi công việc đây.